Bạn đang nghe sách của Palmcast, cuốn sách Biết Chính Mình qua giọng đọc của chính tác giả Nguyễn Hồng Huấn. Lời nói đầu. Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy bản thể cao hơn của chính mình, nếu bạn chưa biết mục đích sống của mình là gì, nếu bạn vẫn còn bị sự ích kỷ của cái tôi nhỏ bé đầy đọi, nếu bạn vẫn đang mãi theo đuổi và tìm kiếm chính mình ở đâu đó bên ngoài và chưa bao giờ tìm thấy, và nếu bạn vẫn đang sống trong đau khổ mặc cho những gì đã đạt được, thì có lẽ hành trình tìm kiếm đã dẫn bạn đến với cuốn sách này. Có sự biết nào quan trọng hơn biết chính mình? Và có thành công nào lớn hơn và tuyệt vời hơn là sống một cuộc đời giác ngộ? Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đi tìm giải pháp cho vấn đề của mình ở đâu đó bên ngoài. Bạn không thể thay đổi hình ảnh trong gương nếu như không trước tiên thay đổi diện mạo của mình. Thế giới bên ngoài của bạn là hình ảnh phản chiếu thế giới bên trong bạn. Thế nên hãy ngừng đổ lỗi cho hình ảnh phản chiếu. Hãy trở lại và tìm thấy chính mình. Chúng ta thường nghe về thất bại của các cuộc cải cách như giáo dục, kinh tế. Bởi vì cải cách thực sự chỉ có thể đến bằng trước tiên cải cách người làm cải cách. Người dốt không thể cải cách giáo dục, người tham không thể cải cách kinh tế. Tương tự trên bình diện cá nhân, bạn không thể thay đổi đời sống của mình nếu trước tiên bạn không tìm thấy và biết chính mình. Rồi sẽ đến lúc giáo dục tâm hồn cần đi đôi với giáo dục tri thức. Và biết chính mình là bài học đầu tiên trường dạy cho học sinh trước khi dạy chúng biết về những thứ khác. Cuốn sách này không được viết ra từ nỗ lực sao lục những kiến thức liên quan, mà đến từ một cuộc tri hành và trải nghiệm của chính người viết. Cuốn sách cũng không cung cấp những niềm tin giáo điều hay quy tắc đạo đức, mà nó giúp bạn tự bản thân mình tháo gỡ những rào cản ngăn cách bạn với con người thực sự của mình, những rào cản ngăn cách bạn sống một cuộc đời giác ngộ. Khi nghe hai từ giác ngộ, chúng ta thường nghĩ đó là thành quả của cả đời công phu tu luyện. Thậm chí không chỉ một kiếp mà phải tu luyện nhiều kiếp mới có thể đạt được. Và khi gặp những bậc giác ngộ này là bạn phải quỳ xuống đảnh lễ họ. Suy nghĩ và tập tục như vậy là kết quả đến từ giáo điều tôn giáo. Thực ra giác ngộ không có ý siêu phàm như thế. Giác ngộ đơn giản là biết chính mình và sống với sự biết đó. Thế nên giác ngộ không phải là sự xa xỉ xảy ra với một số người đặc biệt hay được chọn, mà có thể xảy ra với tất cả mọi người. Biết chính mình bao gồm: biết chính mình không phải là, biết chính mình là, và biết làm sao từ không phải chính mình trở về chính mình. Và cuốn sách này viết ra để cung cấp cho bạn tất cả ba sự biết đó. Biết rằng không biết, khởi đầu của biết. Biết vì sao khổ, khởi đầu diệt khổ. Biết về lỗi lầm, khởi đầu cứu rỗi. Biết rằng bị giam, khởi đầu giải thoát. Biết mình ngủ mê, chỉ khi tỉnh giấc. Có một tôn ngộ không và có một tôn hành giả. Phần đầu cuốn sách chỉ ra tôn hành giả chính là cái tôi, qua việc mô tả hình dáng, lời nói, suy nghĩ và hành động của nó. Nếu không nhận diện cái tôi là cái tôi, bạn sẽ bị nó đánh lừa bằng cách đồng hóa chính mình với nó. Bạn bị nó chiếm lấy và gây náo động đời sống của bạn. Anh họ Tôn lúc này đang bị cái tôi giả mạo chiếm lấy mọi hành động của mình. Phần sau cuốn sách, bạn biết được như thế nào là một tôn ngộ không. Chính là anh họ Tôn ấy, nhưng giờ đã ngộ, không phải chỉ nghĩ, nhận ra cái không, chứ không phải chỉ với sắc. Và khi đã có sự biết này rồi, thì bạn mãi mãi không bao giờ bị tôn hành giả đánh lừa, dù nó có cố biến hóa mình trong bất cứ hình thức nào. Chúng ta sống trong môi trường mà ngay từ nhỏ đã được giáo dục về chủ nghĩa vật chất theo một thể chế bắt buộc. Thế nên không phải tất cả người nghe đều nắm bắt được thông điệp được truyền tải trong cuốn sách. Sẽ không ít người cho rằng cuốn sách này hoàn toàn vô nghĩa.
bởi vì nó chỉ có thể chạm đến và làm thức tỉnh những ai đã sẵn sàng. Không phải ai cũng đều sẵn sàng, nhưng theo quan sát và hiểu biết của tôi thì nhiều người đã sẵn sàng. Và cứ mỗi người trở nên thức tỉnh và giác ngộ sẽ khuyến khích và là nguồn cảm hứng cho người khác, là nhân tố quan trọng và không thể thiếu để tạo nên làn sóng làm thay đổi nhận thức chung của con người. Những thông điệp ở đâu đó trong cuốn sách có thể sẽ chạm đến và làm bạn thức tỉnh. Có thể từ đầu, hoặc giữa, hoặc cuối, hoặc trong lần nghe thứ hai, thứ ba, hoặc trong lúc bạn đang sống với nó. Do đó, đây không phải là cuốn sách nghe một hồi từ đầu đến cuối, rồi xong. Chỗ nào chưa hiểu, chưa cảm nhận được, bạn cứ tạm gác qua, tiếp tục nghe và sẽ quay lại chỗ đó sau. Hãy nghe đi, nghe lại, và cũng không kém phần quan trọng, thường xuyên dừng lại khi cần thực hành. Có câu chuyện cổ kể rằng, thái tử của một vương triều nọ bị bắt cóc từ khi còn bé và theo đó được nuôi dưỡng trong cảnh nghèo túng. Sau khi lớn lên, thái tử được tìm thấy và trở về ngồi vào ngai vàng của mình. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm thấy chính mình và sẽ đưa bạn trở về ngai vàng tinh thần mà bạn xứng đáng thuộc về. Một buổi sáng đầu năm 2013, khi đang trong trạng thái thiền khá sâu, thì tôi cảm thấy nhói đau ở cánh tay. Tôi mở mắt ra nhìn, à, thì ra là một chú kiến. Tôi mỉm cười. Tôi dây dây lớp da gần chỗ kiến, cho nó thôi không cắn nữa. Rồi tôi hạ thấp cánh tay mình và thổi cho nó bay xuống mặt đất. Nói thêm rằng, nếu sự việc xuất hiện ngày hôm qua thôi, thì con kiến đã chết không toàn thây. Và cũng từ ngày hôm đó đến nay, tôi không bao giờ chủ đích giết một con vật nào, dù chỉ là một con muỗi. Và việc đó đến một cách rất tự nhiên, chứ không phải là cố gắng tuân theo giới luật. Nhìn sang, tôi thấy bụi hoa hồng mà tôi đã ngồi bên cạnh mỗi sáng trước đó. Và thật là, lần đầu tiên tôi thấy hoa đẹp, cái đẹp đúng nghĩa. Màu đỏ của hồng sáng rõ, từng thớ hoa tươi tắn và sự tinh tế, mềm mại, dịu dàng, hòa quyện trong sự rung động của sự sống. Cảm giác ngây ngất và bình yên lan tỏa khắp người tôi. Bước vô nhà tắm, tôi thấy một con gián đang ở thế nằm lật ngửa. Nó sợ hãi đạp đạp những cái chân lên trời, bất lực. Tôi lật úp nó lại, nó vui mừng hớn hở chạy vội vào góc khuất. Tôi lại mỉm cười. Trên đường lên công ty, trong tôi luôn ẩn chứa một cảm giác rất bình yên. Mọi vật xung quanh dường như mới mẻ hoàn toàn. Gặp những đồng nghiệp bên cạnh nhau mỗi ngày mà cảm giác như lần đầu tiên tôi gặp họ. Ngày hôm đó, cảm giác bình yên, an lạc, yêu thương đến với tôi, sống động và mới mẻ. Một thời gian sau thì những cảm giác đó không còn sống động và ngây ngất như ban đầu, bởi vì chúng đã trở thành trạng thái tự nhiên trong nhận thức của tôi. Giờ đây tôi không còn sợ bất cứ điều gì, nhất là về cái chết. Giờ đây, cuộc sống có mang đến hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, công việc của tôi có thành hay bại, người tôi gặp có tốt hay xấu, cảm giác bình yên và yêu thương vẫn luôn hiện diện trong tôi, bởi vì tôi biết chính mình. Và vì thế, bạn cũng có thể biết chính mình. Nguyễn Hồng Huấn, tháng 11 năm 2017.